Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Phương Thảo. Thì cũng như thường lệ, các bạn nào có những mẩu chuyện tâm linh muốn nghe Thảo kể lại, có thể trực tiếp gửi về Gmail hoặc là trong fanpage của Thảo. Thảo có để dưới phần mô tả. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay được một cái cô đó chia sẻ lại. Thì bản thân cô nói cô là người có căn, cho nên là cô thường xuyên nhìn thấy hoặc là biết được những cái câu chuyện về tâm linh. Thì cô chia sẻ lại là nhân vật chính trong cái câu chuyện ngày hôm nay, năm nay anh ta khoảng chừng 25-26 tuổi. Thì cái ngày hôm đó do bận một số việc ở bên ngoài, cho nên là anh ta đã rời khỏi nhà rất là khuya. Thì lúc mà đi, anh ta chạy xe với một cái tốc độ cũng khá là nhanh. Và thật không may cho anh là trong cái đêm đó anh đã gặp tai nạn giao thông. Anh là cái người chạy xe không giữ được tốc độ đã va chạm với một người khác, nhưng bản thân anh lại là cái người đã chết tại chỗ trong cái vụ tai nạn đó. Còn cái người mà bị anh đụng thì người ta chỉ bị thương nhẹ thôi. Thì sau khi mà anh chết trong cái đêm đó, gia đình của anh đã đưa anh về và lo hậu sự cho anh. Thì gia đình của anh rất là giàu có, nhà của anh là có mở một cái công ty cũng khá là lớn, mẹ của anh là người đứng đầu của cái công ty đó. Thì gia đình của anh chỉ có hai người, người con đầu là chị của anh và anh là đứa con trai út. Thì sau khi mà anh mất, mẹ anh đã làm một cái đám ma rất là lớn cho anh. Thì sau cái đám ma của anh khoảng chừng một tháng, mọi việc cũng rất là bình thường, không có gì đặc biệt xảy ra. Chỉ có điều là một tháng sau đó, vào cái ngày đó, khi mà mẹ của anh đang ngồi ở trước cái bàn thờ của anh để niệm kinh cho anh nghe, đọc kinh cho anh nghe, thì cái ngày hôm đó con của chị anh, năm nay nó khoảng chừng 6-7 tuổi gì đó. Bình thường vào cái ngày đó, những ngày khác thì nó sẽ đi học, nhưng vì hôm đó là ngày chủ nhật cho nên là nó được ở nhà chơi với bà ngoại. Thì trong lúc mà bà ngoại đang ngồi đọc kinh á, thì cái đứa cháu này đang chơi thì đột nhiên nó đi lại sau lưng của bà ngoại nó và khều lưng của bà ngoại đó. Nhưng mà khi nó mở miệng ra nói chuyện thì cái giọng của nó không còn giống như bình thường nữa, mà cái giọng nó trở nên rất là khác lạ. Thì nó nói là: "Mẹ ơi, mẹ cứu con với, mẹ ơi." Thì khi mà nghe đứa cháu ngoại của mình nói như vậy á, thì cô lúc đó rất là sợ và nhìn cháu của mình và hỏi là: "Con bị làm sao vậy?" Thì lúc đó cháu ngoại của cô mới trả lời là: "Con nè mẹ, là con nè, con về đây tìm mẹ, con có chuyện muốn nhờ mẹ giúp đỡ." Thì lúc đó cô biết được là con trai của mình đã tìm về để nhờ bà giúp đỡ cái việc gì đó. Thì bà mới nói với con mình là: "Con nói đi, mẹ sẽ cố gắng hết sức để có thể giúp cho con." Thì anh mới nói với mẹ là: "Mẹ ơi, con ở dưới đây khổ lắm, đói lắm, mẹ giúp con với." Thì cái cô này nghe như vậy mới nói là: "Tại sao con lại bị đói? Tuần nào mẹ cũng cúng cho con rất là lớn, mẹ làm đủ tất cả các lễ cho con, tại sao con lại bị đói?" Thì anh mới trả lời là: "Con cũng không biết nữa, nhưng mà con chỉ biết là vào cái đêm xảy ra tai nạn, xung quanh của con có tới 50 cái vong hồn. Thì sau khi mà con mất, 50 cái vong hồn đó đã đưa con đến một cái nơi nào đó con không biết. 50 vong hồn đó đã giam giữ con ở trong một cái nơi đó và không cho con ăn uống gì hết. Những cái đồ mẹ cúng xuống con không được hưởng một cái chút gì hết. Nếu như bây giờ mẹ làm theo lời của 50 người, 50 cái vong hồn đó, thì họ hứa họ sẽ thả con ra và cho con đi, thả cho con ra khỏi cái nơi mà họ đang giam giữ con." Thì cái người mẹ này nghe như vậy mới hỏi con mình là: "Con nói đi, mẹ sẽ làm tất cả để giúp cho con." Thì cái vong của cái anh này mới trả lời với mẹ mình là: "Thì mẹ phải mời 1.000 vị sư thầy về ở nhà của mình để tổ chức một cái lễ cầu siêu cho con. Thì có như vậy họ mới chịu thả con đi." Thì người mẹ sau khi mà nghe con trai mình nói như vậy, bà nói là bà sẽ làm đúng như những gì mà anh yêu cầu. Thì sau khi mà truyền tải hết những cái gì cần nói cho mẹ của mình nghe, thì cái vong của anh này đã biến mất và cái đứa cháu thì trở lại như bình thường và hoàn toàn nó không nhớ gì những cái chuyện mà vừa xảy ra. Thì
Luôn trong cái ngày hôm đó, bà đã tức tốc thỉnh về, mời về 1.000 vị sư thầy. Thì đối với bà, cái việc đó nó rất là bình thường, tại vì cái khả năng kinh tế của gia đình bà rất là bình thường, lại làm được cái việc đó cho con trai của mình. Thì sau khi làm tất cả mọi cái nghi lễ cầu siêu cho con trai, thì cái đêm đó anh đã về để gặp bà. Anh nói với bà là họ đã thả cho con đi rồi, bây giờ con sẽ đi lên núi để mà con tu. Mẹ cứ yên tâm, mẹ đừng lo cho con nữa. Thì sau cái đêm nằm mơ thấy con trai của mình, thì bà đã không còn nằm mơ thấy con trai của mình nữa. Thì lúc đó bà rất là yên tâm, vì bà tin chắc là con mình đã đi về một cái nơi nào đó rất là bình an. Thì khoảng một năm sau đó, thì cái ngày hôm đó con dâu của bà, cũng là vợ của cái anh đó, vợ của anh đó đã về gặp bà. Thì trong cái khoảng thời gian 1 năm mà anh mất á, thì cái người vợ đó không có ở chung với lại mẹ của anh, mà cô có thể là cô đã về ở chung với mẹ ruột của mình. Thì cái ngày hôm đó đột nhiên chị lại về nhà để thưa chuyện với mẹ của anh. Thì sau khi mà vào nhà, chị mới xin với mẹ là cho chị thắp một nén nhang cho chồng quá cố, và xin phép với chồng quá cố và cả mẹ chồng là cho chị được bước thêm bước nữa với cái người mà chị đang thương. Thì mẹ mẹ chồng của chị, sau khi mà nghe chị nói như vậy thì trong lòng bà cảm thấy là không vui cho lắm, tại vì con trai của bà mới mất có 1 năm thôi. Nhưng mà suy nghĩ của bà lại thoáng đi một xíu. Dù gì thì con trai của bà cũng đã mất rồi, cho dù là 1 năm, 2 năm hay 3 năm đi chăng nữa, cái chuyện đó cũng chỉ là cái chuyện thời gian thôi. Nếu như bây giờ con dâu nó đã tìm được một cái người mà có thể gửi được cái tấm thân sau này, thì bà tự dặn với lòng, bà tự nói với lòng, tự an ủi với lòng mình là thôi cứ để cho con dâu của mình nó bước thêm bước nữa. Thì bà nói với con dâu mình là thì thôi con đến thắp cho chồng con một nén nhang rồi báo với chồng con cái việc mà con mà muốn. Thì chị sau khi mà nghe mẹ chồng mình nói, chị mới đến bàn thờ của chồng quá cố và đốt cho anh một nén nhang. Thì sau khi chị vừa cắm cái nén nhang đó xuống cái lư hương cho anh, thì đột nhiên cái nén nhang và tất cả những cái lư hương ở trong cái lư hương của anh bùng cháy lên. Thì vừa bùng cháy lên như vậy á, thì cái đứa cháu mà lúc đầu mà bị anh nhập hồn vô á, nó lại một lần nữa bị anh nhập vô và đến đến chỗ của cái chị vợ của anh đang quỳ đó. Cái đứa bé đó đứng trước mặt của chị thẳng tay vào mặt của chị và nói bằng một cái giọng giống như cái lúc mà cái hồn của cái dông của anh nhập vào xác đó: "Mày im đi, mày đừng có về đây mà nói dối với mẹ tao. Mày đứng trước bàn thờ của tao mà mày nói dối không chớp mắt. Trước cái ngày mà tao bị xe đụng, mày có biết là cái đêm đó tao đi đâu hay không? Tao biết được là mày ngoại tình, mày có quan hệ với một cái người khác, cho nên là tao đến để gặp mày đó. Nhưng mà không ngờ là tao lại bị tai nạn giao thông và tao chết luôn trong đêm đó. Tao rất là hận mày, tao sẽ không bao giờ tha thứ được cho những việc mày đã làm đâu. Suốt 1 năm nay, mày có về đây thắp cho tao bất cứ một cái nén nhang nào hay chưa? Và cho đến ngày hôm nay khi mày về đây thắp nhang cho tao, mày lại xin tao là đi lấy một cái người chồng khác, mà trong khi đó 1 năm nay mày vẫn nằm ăn nằm với người ta như vợ chồng. Thì cái việc mày về đây thắp cho tao nén nhang, tao không thể chấp nhận được. Và tao mong mày kể từ đây về sau đừng bước chân vào cái gia đình này nữa, đừng có làm cái trò đó với mẹ của tao nữa. Sau khi tao chết, tao đã bị 50 cái vong hồn giam cầm, cho nên là những việc mà tao muốn trả thù với mày, tao không làm được. Có những lúc tao muốn là giết chết mày bằng cách là mày đang đi xe, tao có thể xô mày chết, xô mày té chết. Nhưng mà hiện tại bây giờ tao đang tu, tao không muốn á, vì mày, vì một cái người vợ không xứng đáng mà làm ảnh hưởng đến cái việc tu tâm của tao sau này. Cho nên là sự tha thứ của tao đâu. Mày rời khỏi nhà này đi, mày rời khỏi nhà của tao đi." Thì sau khi á mà nói hết những gì mà mình muốn nói với cái người vợ của mình, thì cái vong hồn của anh này đã rời khỏi cái thể xác của đứa cháu mình. Thì
Cái người vợ sau khi nghe chồng của mình nói như vậy thì cô ôm mặt khóc rất là nhiều, bởi vì những gì mà anh nói đều là sự thật hết và cô không còn mặt mũi nào để đứng trước bàn thờ của anh nữa. Cô đã rời khỏi cái gia đình đó, rời khỏi nhà đó. Thì cái câu chuyện thứ nhất cũng đã hết rồi. Bây giờ Thảo sẽ kể tiếp một cái câu chuyện thứ hai. Thì cái câu chuyện thứ hai, cái nội dung của nó xoay quanh về cái vấn đề phá thai. Thì giống như lúc đầu Thảo đã nói, cái cô mà chia sẻ lại những cái câu chuyện tâm linh cho chúng ta nghe, cô nói là bản thân cô là người có căn, cô có thể nhìn thấy được người gọi âm. Cho nên là cái câu chuyện thứ hai này, cô chính là cái người mà đã tận mắt chứng kiến và tận mắt trải qua cái sự việc đó. Thì cái ngày hôm đó cô kể là cái ngày hôm đó cô đang ở trong nhà, thì đột nhiên có một cái đứa bé khoảng tầm 6-7 tuổi gì đó, mà cái đứa bé đó là cô không quen, nó là một đứa bé bán vé số ở ngoài đường á. Thì đột nhiên là nó lại đi thẳng vào trong nhà của cô và đứng trước mặt của cô, nói với cô bằng một cái giọng rất là lạ. Thì cái đứa bé đó đứng trước mặt của cô và nói là cô ơi, cô có thể giúp cho con một chuyện được hay không? Thì cái cô này nghe cái đứa bé đó nói như vậy thì bản thân cô đã biết được là trong cái người của đứa bé đó chính là một cái dông khác. Thì cô mới nói là con nói đi, nếu như cô giúp được thì cô sẽ giúp cho con. Thì cái linh hồn đó mới trả lời với cái cô này là con á, mẹ của con sanh con ra rồi không có nuôi con mà đem con giục dưới cái cống trước nhà của cô á 10 năm rồi, nhưng mà con không có tìm được đường để đến tìm cô. Con chết 10 năm rồi, lúc mà mẹ của con giục con xuống cống á, cái mặt của con ụp xuống sình á, con không thở được, cho nên là con chết lúc đó luôn. Rồi bây giờ là 10 năm sau rồi, con mới tìm được cái người này để nhập vô trong cái xác đó để tìm đến cô giúp cho con nha. Thì sau khi mà nghe cái đứa bé đó nói như vậy á, thì cái người cô đó mới nói là con nói đi, cô có thể làm gì cho con. Thì cái dông đó lại tiếp tục trả lời cô là con muốn đi lên tu, nhưng mà người ta muốn con phải có một cái pháp danh và phải có người cầu siêu cho con. Cô có thể đặt giùm con một cái pháp danh được không cô, và cô nhờ người cầu siêu giùm cho con được không cô? Thì sau khi mà nghe cái vong đó nói như vậy đó, cái vong nhi đó nói như vậy đó, thì cái cô này cổ mới nói là cổ sẽ đặt cho nó một cái pháp danh của nó là Niệm Tâm. Thì sau khi mà đặt cho nó cái pháp danh xong thì cái vong của cái vong vong nhi đó đã rời khỏi nhà của cô. Thì sau đó cái cô đó lại tiếp tục mời thầy về để có thể cầu siêu cho cái vong nhi đó được siêu thoát. Thì tưởng chừng như vậy là xong, nhưng mà khoảng một tuần sau đó thì cái xác cái đứa bé bán vé số đó lại tiếp tục đến để tìm cô. Thì cái vong nhi đó lại tiếp tục nhập vào trong xác cái thân xác của cái đứa bé đó để đến nói chuyện với cô. Thì cái vong nhi đó nói là cô ơi, có cái sư thầy đó dẫn con xuống đây. Thì cái cô này nói là trong lúc cái đứa bé đó đứng trong nhà nói chuyện với cô thì ở ngoài cửa cô nhìn thấy được có một cái người đàn ông rất là lớn tuổi, mặc nguyên một cái bộ đồ trắng, râu tóc bạc phơ và trên tay cầm một cái phất trần đứng trước cửa nhà. Thì cái đứa bé đó nói là cái sư thầy đó dẫn con xuống đây để gặp cô, tại vì con quên cái pháp danh mà cô đặt cho con rồi, cho nên con phải về đây hỏi lại cái pháp danh, rồi cái ông thầy đó mới dắt con đi lên trên núi tu đạo cho con được. Thì cái cô đó mới nhìn cái bông nhi đó và nói là pháp danh của con là Niệm Tâm, Niệm Tâm, Niệm Tâm, con nhớ chưa? Thì sau khi mà cái đứa trẻ đó nghe, cái bông nhi đó nghe được cái pháp danh của mình rồi thì nó lập tức xuất cái dông của nó rời khỏi cái thể xác của cái đứa bé đó, và cô nhìn thấy được cái dông hồn của nó cùng với cái người sư thầy đó đi thẳng lên trên trời cao và biến mất. Thì cái cô đó cổ có chia sẻ lại là không chỉ những cái dông hồn đã chết đi mà luôn cả những cái người mà mình còn sống hiện tại, có thể tốt nhất chúng ta có thể đến chùa và xin cho mình một cái pháp danh,
có thể cái pháp danh đó nó không có ảnh hưởng gì nhiều đến cái cuộc sống bình thường, chẳng qua nó chỉ là một cái tên khác thôi. Nhưng mà sau khi sau này mình mất đi rồi thì cái pháp danh đó nó cũng sẽ đại diện cho một cái tên của mình, giống như là cái tên của mình khi mà còn sống. Thì khi mà mình chết đi, cái pháp danh đó nó sẽ thể hiện cho cái vong hồn của mình, để sau này mình có thể đi tu đạo tu tập, giống như là cái trường hợp của cái vong nhi đó. Thì cái câu chuyện thứ hai đến đây cũng là hết nha. Để Thảo xin chia sẻ tiếp tục một cái câu chuyện thứ ba. Thì cái câu chuyện thứ ba này, Thảo vô tình nghe được một cái chị đó kể lại. Thì cái chị đó làm trong một cái công ty, thì dạo gần đây trong công ty của chị có truyền tai nhau về một cái vấn đề mà cái anh này á, ảnh cũng là nhân viên trong cái công ty đó luôn. Thì anh có hai người con, một người con trai và một người con gái. Thì vợ của anh là không may là trong cái đợt Covid vừa rồi, chị đã mắc cái căn bệnh Covid đó và chị đã mất ở trong bệnh viện luôn. Thì sau khi mà chị mất, các bệnh viện đã hỏa thiêu chị. Và thì trong cái lúc mà thì cái câu chuyện đó anh chia sẻ là trong cái lúc mà chị đến bệnh viện và mất ở trong bệnh viện, gia đình lúc đó chưa biết luôn. Thì cái đêm đó là khoảng tầm 12 giờ, thì lúc đó anh và hai đứa con đang ngủ ở trong phòng á. Thì lúc này đột nhiên anh nghe tiếng chuông cửa bấm. Thì lúc đó đã rất là khuya rồi, 12 giờ rồi, cho nên là anh đã không có ra mở cửa. Thì liên tiếp như vậy, cái hồi chuông đó nó bấm 3 lần, cứ 3 lần như vậy đó, nhưng anh vẫn không ra mở cửa. Thì sáng hôm sau anh ra nhà, ra ngoài trước cửa, anh mở lại camera trước cửa nhà để xem lại. Thì lúc vào cái thời điểm mà anh nghe tiếng chuông cửa, thì lúc đó là anh nhìn vô trong camera là anh không có nhìn thấy ai hết. Thì lúc đó anh cũng không có suy nghĩ gì hết, anh nghĩ là chắc có chuông nó có vấn đề gì đó thôi. Thì tiếp tục liên tiếp một vài đêm sau đó nữa, thì cứ khoảng tầm 11 12 giờ đêm anh lại nghe cái tiếng chuông cửa nữa. Thì anh suy nghĩ là có khi nào có cái đứa nào nó phá hay không. Thì lúc đó anh đã thức giấc. Lúc mà anh mở camera lên để anh xem á, thì anh lại không nhìn thấy bất cứ ai đứng trước cửa nhà mình, nhưng mà tiếng chuông nó vẫn liên tục vang lên. Thì sáng ngày hôm sau, khi mà buổi sáng đó anh ra khỏi nhà, thì cái chị hàng xóm ở đối diện với nhà anh, chị đang chuẩn bị đi ra ngoài bỏ rác, thì vô tình nhìn thấy anh. Chị đó mới nói là sao mà mấy đêm nay á, đêm nào chị ở trong phòng, ở trong nhà chị cũng nghe được tiếng kêu cửa hết á. Thì anh mới hỏi chị là chị nghe tiếng kêu cửa hả? À, chị có nghe ai kêu cửa nhà em không? Thì tại vì mấy đêm nay đêm nào cũng nghe tiếng chuông cửa hết, nhưng mà em xem camera thì em không nhìn thấy ai. Thì cái chị hàng xóm nói là chị không có nghe tiếng chuông cửa, nhưng mà chị nghe tiếng của một cái người phụ nữ kêu tên hai đứa con của em. Thì cái người thanh niên đó sau khi mà nghe cái chị hàng xóm nó nói á, thì lúc đó anh biết được là vợ anh, người người đã mất vì căn bệnh Covid đó, có thể là vì quá nhớ thương hai đứa con cho nên là ban đêm đã về đến nhà để tìm hai đứa con của mình. Có thể là do anh không có yếu bóng vía cho nên là anh đã không nghe được cái tiếng của chị kêu, mà anh chỉ nghe được cái tiếng chuông cửa thôi. Còn bản thân cái chị hàng xóm đó, có thể là cái vía của chị yếu cho nên là chị đã nghe được cái tiếng của vợ anh gọi tên của hai đứa con của anh. Thì ba cái câu chuyện Thảo đã chia sẻ cho cả nhà nghe cũng đã kết thúc cái buổi kể chuyện của ngày hôm nay. Thì các bạn nghe chuyện ngày hôm nay cảm thấy hay, cảm thấy thích nghe Thảo kể chuyện, có thể cho Thảo một cái like và một cái đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần của Thảo, để Thảo có thêm động lực kể tiếp những cái câu chuyện khác cho các bạn cùng nghe. Chào cả nhà.